Đây là cách tập bức Cucaracha. Đầu tiên sẽ là để cái viên gạch ở đây ở giữa, chúng ta sẽ bước lên trên như này. Hai, mình sẽ chuyển trọng tâm sang bên phải, chuyển dần chứ không được phép hạ. Cả xuống này sẽ đau chân. Lật, xoay hông, lấy cái ức chân của chân bên phải đẩy sang. Đây là nhịp 3. 4, thu chân vào. Và 1, đổi chân. Khi mà sử dụng cái viên gạch, chúng ta sẽ đứng một nửa bàn chân. Rồi bây giờ lại làm lại từ đầu. Sang bên 2, xoay, lấy ức chân của chân trái đẩy về. 3, 4, thu chân vào. 1, đổi chân. Tiếp tục quá trình như vậy. 2, xoay, 3, 4, 1, 2, xoay, 3, 4, 1. Rồi, cái ở tay của Cucaracha sẽ là tay đi theo chân. Chân nào tên ấy, chân làm gì tay làm đấy. Đi sang 2, xoay, 3, 4, 1, 2, xoay, 3, 4, 1. Rồi cả hai tay 2, xoay, 3, 4, 1. Đó. Khi tập cái này tốt nhất là chúng ta sẽ hạn chế việc sự chuyển động quá mạnh. Quá mạnh sẽ làm cho người sẽ bị ngã. Đây là cách tập dễ nhất mà tôi có thể áp dụng với Cucaracha. Rồi, bây giờ bỏ cái này ra. Sẽ là đi sang 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Để cho cái tay và chân chuyển động một cách nhuần nhuyễn và nhẹ nhàng thì tất cả những bước trước khi đưa tay ra đều thu tay về. Nó sẽ như sau. Làm đây, thu về đi sang, thu về đổi chân, thu về sang, về đổi, thu tay sang, về đổi. Rồi bây giờ mọi người sẽ nhìn đằng trước nhá, đang ở đây đúng không ạ? Thu vào sang, về đổi, thu vào sang, về đổi. Đếm and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 1. Kết thúc bước Cucaracha.